Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh tin mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Các tỉnh từ Quảng Ninh, Khánh Hòa chủ động ứng phó với bão nu giật trên cấp 17 gần Biển Đông. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với bão nu mạnh cấp 15, giật trên cấp 17 gần Biển Đông. Bão nu mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão nu hiện đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines, hồi 7 giờ. Vị trí tâm bão nu ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 125,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10 km/h. Do ảnh hưởng của bão nu, đêm mùng 3 tháng 10, vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6 đến 7, giật cấp 8 đến 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra, ngày và đêm mùng 3 tháng 10, ở vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến 7. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông ngày mùng 4 tháng 10 có gió mạnh cấp 6 đến 7, giật cấp 8 đến 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, từ đêm mùng 4 tháng 10 mạnh lên cấp 8 đến 10, vùng gần tâm bão cấp 11 đến 13, giật cấp 16. Biển động dữ dội, sóng biển cao 5 đến 7 mét, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển. Cấp 2, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão nu ngày 3 tháng 10 năm 2023, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành văn bản số 368 VPTT về việc chủ động ứng phó với bão nu ở vùng biển phía đông bắc của Philippines. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão nu, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão nu, rà soát, thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm, vùng nguy hiểm trong 24 đến 48 giờ tới là phía bắc vĩ tuyến 19, phía đông kinh tuyến 118 và được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Rà soát lực lượng, phương tiện, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố quan tâm tổ chức thực hiện. Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm vào tuần này, trong khoảng 7 đến ngày 8 tháng 10. Miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm nay với xác suất khoảng 60 đến 70%. Dự báo không khí lạnh tuần tới, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khoảng ngày 4 hoặc mùng 5 tháng 10, bão nu sẽ vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon, Philippines và đi vào khu vực phía bắc của Biển Đông. Đây có thể là cơn bão số 4 trong năm với khả năng 70 đến 80%. Cũng theo một số chuyên gia khí tượng thủy văn, đến khoảng ngày 7 đến ngày 8 tháng 10, miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay. Tuy nhiên có thể đây là đợt không khí lạnh yếu và khô, nền nhiệt giảm nhẹ 2 đến 3 độ, ban ngày hứng nắng, trời se lạnh về đêm. Từ chiều tối và đêm mùng 6 tháng 10, miền Bắc có thể mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, cho biết mùa đông năm nay hoạt động khá muộn. Ông chia sẻ hiện các thông tin chưa chính xác, nên không khí lạnh chỉ khoảng 50 đến 60% sẽ đổ bộ vào miền Bắc trong tuần này. Nhiệt độ trung bình trong tháng 10 năm 2023 trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,5 đến 1 độ so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2023, phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ. Số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng ít hơn. Từ cuối tháng 10 đến 12, không khí lạnh mới có khả năng duy trì liên tục. Do đó vẫn có thể xảy ra hình thế kết hợp giữa bão áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh gây mưa to cho khu vực Trung Bộ. Thời gian này, tại miền Trung là các tháng chính mùa mưa và lượng mưa được dự báo tại khu vực này có thể thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ trên phạm vi hẹp, thời gian ngắn kèm theo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đá ở mức cao, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi hình thái thời tiết trước diễn biến phức tạp của thời tiết. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực để kịp thời ứng phó phòng chống thiên tai. Chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai bằng các hình thức khác nhau. Người dân cũng cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng chống tránh thiên tai của chính quyền địa phương. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết các khu vực từ đêm 4 đến ngày 12 tháng 10. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Bắc Bộ khoảng chiều tối và đêm mùng 6 tháng 10 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế khoảng ngày mùng 7 tháng 10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Siêu bão Nu tiến sát Biển Đông có ảnh hưởng đến nước ta. Bão Nu đang tiến sát Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, mùng 3 tháng 10, một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Nu đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 125,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10 km/h dự báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Do tác động của bão, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ đêm mùng 3 tháng 10 có gió mạnh dần lên cấp mùng 6 tháng 7, từ đêm mùng 4 tháng 10 mạnh lên cấp 8 đến 10, vùng gần tâm bão cấp 11 đến 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2,0 đến 4,0 m, từ đêm mùng 4 tháng 10, sóng biển cao 5,0 đến 7,0 m. Sáng nay, mùng 3 tháng 10, bão Nu, ở Philippines gọi là bão Jenny đã đạt đến sức gió cực đại trong cả quá trình tồn tại của nó. Bão Nu, Jenny vẫn giữ nguyên cấp độ là bão cực mạnh, Veris trong typhoon trong khi đi qua biển Philippines, khiến cơ quan khí tượng nước này, Pagasa đã phải nâng cảnh báo gió lớn lên mức số 2. Vào sáng sớm nay, mùng 3 tháng 10, tâm bão Nu ở cách đảo Batan khoảng 350 km về phía đông, sức gió duy trì tối đa là 165 km/h, gió giật lên tới 205 km/h, mạnh hơn thời điểm tối qua. Theo trang Philstar của Philippines, chuyên gia khí tượng Benison Etageza ở Pagasa nói, bão Nu có thể duy trì cường độ ở gần cấp siêu bão này và không loại trừ khả năng tiếp tục mạnh lên. Do đó, một số vùng của Philippines sẽ có mưa lớn vào thứ Tư và thứ Năm. Cảnh báo gió mạnh có thể được nâng lên mức số 3. Tại một số nơi, trường học các cấp đã tạm nghỉ để phòng tránh bão. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp JTWC của Mỹ vào sáng nay, bão Nu khi đến gần và đi qua Đài Loan thì nó sẽ yếu đi do độ đứt gió cao hơn. Khi tiến vào Biển Đông, bão Nu vẫn tiếp tục yếu đi và chỉ còn là bão nhiệt đới. Sức gió 75 km/h khi áp sát Hồng Kông, Trung Quốc. Do giảm cường độ khá nhanh và đều đặn sau khi đi qua Đài Loan, Trung Quốc nên bão Nu, cùng với đợt gió mùa đông bắc vào cuối tuần này, được dự báo sẽ khiến nhiệt độ giảm ở các tỉnh phía đông bắc nước ta, có thể không mưa hoặc mưa ít. Ảnh hưởng của bão Nu, đêm qua và sáng nay, mùng 3 tháng 10, ở khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa rào và rải rác có dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày mùng 2 tháng 10 đến 8 giờ ngày mùng 3 tháng 10 có nơi trên 80 mm như Tam Nông, Đồng Tháp 131,8 mm, Tri Tôn, An Giang 118 mm, La Ngà, Đồng Nai 94,2 mm, An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 89,6 mm, Vĩnh Châu A, Long An 85,4 mm, Mỹ Hiệp Sơn, Kiên Giang 84,8 mm. Dự báo ngày và đêm mùng 3 tháng 10. Ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa thông báo cho chủ tàu thuyền tránh bão KOINU, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đến sáng mùng 5 tháng 10, bão KOINU đi vào vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Theo đó, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi thường xuyên diễn biến bão KOINU, thông báo đến chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm. Mới đây, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa về việc chủ động ứng phó với bão Koinu đang ở vùng biển phía đông bắc của Philippines. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, theo đó, các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi thường xuyên diễn biến bão Koinu, thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm. Các tỉnh, thành phố rà soát lực lượng, phương tiện, chuẩn bị các công tác về cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Cập nhật thông tin về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, bão Koinu đang hoạt động tại vùng biển phía đông bắc đảo Luzon của Philippines. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất là cấp 15, giật trên cấp 17. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 km/h. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay, mùng 3 tháng 10, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp mùng 6 tháng 7, từ đêm mùng 4 tháng 10, gió mạnh lên cấp 8 đến 10, vùng gần tâm bão cấp 11 đến 13, giật cấp 16. Dự báo đến sáng mùng 5 tháng 10, bão Koinu đi vào vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, đi vào vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh tin mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!